đánh cho tôi, chị 2 cao 1 2. Tôi 1m70, nặng 70 cân, chị cao 1m82, nặng 28 cân, này làm sao tôi dám so với chị được. Và tôi cũng đề nghị chị Ngọc Nguyễn là đi giày thấp một chút nhé, để làm sao tôi đăng ký xong ca với chị. Tiếp theo chương trình, nỗi niềm chưa cho và những phần sẽ được gửi đến quý vị qua xong ca của nam ca sĩ Xuân Quý. Xin một tràng pháo tay dành cho nam ca sĩ Xuân Quý với nỗi niềm chưa cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đến đây rồi, chúng ta cùng lắng nghe những ca khúc mà các bạn ấy thể hiện trên sân khấu.